Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, lại một cái đơn súp B3 mã 2021 330 mặt trước về với anh Hiền. Vâng, anh ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, anh mới cọc bên em 200. Dạ vâng, cái sản phẩm này bên em bán 3.4 triệu bao ship. Vâng, tiền thu của anh còn 3.2 triệu và bên em tặng 10 mét dây. Và bên em còn tặng anh một cái áo mưa được in hình Zika Audio, đầy đủ thông tin và hotline chơi cái áo mưa anh nhé. Vâng, nói chung nó không to tát gì, nó chỉ là một món quà chuyên thôi ạ. Vâng, để chúng anh Hiền tránh những cơn mưa bất chợt, chúng ta có thể để trong cốp xe rất là tiện lợi. Vâng, trước tiên là thay mặt công ty Zika Audio thì cảm ơn anh Hiền ạ. Và anh Hiền nhớ đây là cái sản phẩm súp B3 đi ạ. Vâng, súp B3 mã là 2021, 330 mặt trước, được bảo vệ bởi e căng lụa phía trước đi ạ. Vâng, thì đây là sản phẩm mới, bảo hành tranh 1 năm và lỗi 1 đổi 1 trong tháng đầu. Và dưới bên trong đây bên em bỏ ra có một cái mặt bát 30 rất là uy lực đi ạ. Vâng, rất là chắc chắn và uy lực với mặt bát bên trong. Đặc biệt cái dòng này được maximum công suất là 500W và được sở hữu nguồn xuyến rất là khủng, là 4 sò, nên là dòng bát 30 rất là cao cấp, tích hợp công suất rất là lớn. Không gian khoảng 30-40m², 50m² nó ánh tới luôn ạ. Vâng, đặc biệt ở phía trên đây nó được thiết kế một cái mặt kính chịu lực màu đen rất là đẹp và nhìn rất là sang trọng, lịch lãm, và xung quanh được sơn sần màu đen. Vâng, 30 của anh đây nhá, đang đánh đi ạ, đánh rung đi ạ. Vâng, và bên em test rất là cẩn thận trước khi gửi. Đây, phía sau ánh rất là khủng khiếp ạ. Vâng, giấy bay đi ạ, bay phần luôn ạ. Vâng, lực của ánh ra hơi đẩy ra rất là khỏe đấy ạ. Vâng, đây là súp B3 đấy ạ. Vâng, mã là 2021 đấy ạ. Vâng, bát 30 mặt trước, đây là hàng sản xuất tại Trung Quốc, bên em nhập về, bên em bán ra thị trường, đây là dòng sản phẩm chính hãng của Trung Quốc. Thông hơi được thiết kế phía trên và đặc biệt là cái cánh tản nhiệt rất là lớn, tản nhiệt rất là nhanh và tốt. Dòng công nghệ Class AB chạy rất là bền bỉ. Vâng, đặc biệt cái dòng này là công suất khủng, cho chất âm trầm, nó uy lực và gọn. Vâng, đây là những cái ưu điểm. Kết nối thì kết nối rất là nhiều hình thức. Chúng ta có thể kết nối bằng cái jack qua sen hoặc là dây AV đằng sau âm ly, hoặc là đằng sau đẩy, đằng sau vang, đằng sau lưng tiếng, rất là nhiều hình thức. Còn đằng sau âm ly cũng có thể kết nối bằng cầu đổ đen, bằng cái tổng input, high level input đấy ạ. Đó, súp anh đang đánh nhé, em thử tắt súp đi ạ. Toàn đây là nhạc không súp anh ạ. Và nó khác hoàn toàn luôn, giải âm nó rất là khô. Vâng, bây giờ chúng ta hỗ trợ thêm trầm vào cho một bộ dàn karaoke để cho cái dàn âm nó được tốt hơn, sâu hơn, ấm hơn và dễ chịu hơn. Em bật lên đây ạ. Rất là sâu anh nhé. Và bên em có dàn tem công ty Zika Audio, bảo hành cho anh 1 năm sản phẩm. Vâng, đây là tem của cái phòng kỹ thuật test ổn định thì bắt đầu nó được dán tem và được chạm một cái dấu đỏ là hàng này đã đạt chuẩn, đủ yêu cầu để đưa ra thị trường và đưa đến tay khách hàng. Và anh Hiền cũng vậy ạ. Vâng, em đang kết nối với lại cái vang cơ lai số WeWood, mã là VHL TF9 Plus ạ. Và một cái máy lưng tiếng idol IP100 TP100 ạ. Vâng, và một cái đẩy công nghệ Class D siêu nhẹ WeWood mã là QA1600 để 4 kênh dùng cho gia đình. Và thêm nữa là một đôi loa WeWood PA12.
Vâng, đó là cái suất B3 2021 của anh Hiền ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã đặt bên Zika Audio âm thanh số. Nhìn rất là khỏe, xung quanh được sơn sần lì và chống xước. Và anh Hiền nhé, hiện tại cái suất B3 mã 2021 30 mặt trước của anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, sau đây em xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Vâng, sau cùng thì em chúc anh Hiền và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong công việc và cuộc sống. Vâng, cảm một lần nữa cảm ơn anh Hiền và hẹn anh vào các clip tiếp theo ạ.